Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Thủy Tiên bất ngờ hé lộ về những thay đổi của bản thân sau khi chăm chỉ đi làm từ thiện. Sau một ngày mệt nhoài, về đến tận nơi trao nhu yếu phẩm cho người dân bị lũ, Thủy Tiên đã có một số chia sẻ về chuyến đi từ thiện của mình. Một ngày đi cứu trợ người dân bị lũ lụt ở Huế của chị như thế nào? Tôi dậy từ 5:30 và bắt đầu lên đường vào lúc 6:30. Hai ngày đầu chúng tôi đi đến 8:00, 9:00 tối mới về, nhưng hôm qua phải về sớm hơn vì bão gây mưa lớn và nước ngập mênh mông. Địa điểm chúng tôi đến là các xã miền núi, làng ven đô của Huế. Hai ngày trước nước đã rút đến bậc thềm nhà người dân, nhưng bây giờ mưa lớn nước ngập trở lại đến nửa nhà. Trên đường quốc lộ, nước bắt đầu ngập, đánh sóng và chảy xiết. Quá nguy hiểm, chúng tôi phải quay lại. Đến tận nơi chứng kiến cuộc sống của người dân vùng lũ, cảm xúc của chị là gì? Ngay tâm điểm của lũ lụt thì ai cũng khổ, nhà giàu cũng như nhà nghèo bởi không ai đi làm được, đối diện với nguy hiểm. Đây không phải lần đầu tôi chứng kiến cuộc sống khổ cực của người dân bởi bản thân đã đi làm từ thiện từ lâu, tiếp xúc với quá nhiều hoàn cảnh khó khăn. Khi chứng kiến cuộc sống khó khăn của mọi người, tôi cảm thấy thương vô cùng, tôi luôn muốn được giúp đỡ nhiều hơn. Trong chuyến đi vào vùng lũ không tránh khỏi những khó khăn, chị đã đối diện với nó như thế nào? Tôi bị ám ảnh bởi lần suýt bị lật thuyền. Đoàn của tôi đi gồm nhiều thuyền chở đồ, tuy nhiên một số YouTuber muốn đi cùng, tôi đã ngăn cản nhưng họ vẫn cố tình đi theo. Lúc về tôi đã la hét họ vẫn lên thuyền. Trong khi tôi lo lắng chở quá tải, thuyền suýt bị lật, họ mãi mê livestream và không quan tâm đến sự an toàn. Nước đã vào xối xả, chỉ còn một chút xíu nữa là lật, tôi hoảng loạn nhảy sang chiếc thuyền khác. 3 ngày dãy nắng dầm mưa lội nước, sức khỏe của chị ra sao? Tôi đi làm từ thiện cảm thấy khỏe lắm, không bị mệt như khi nằm ở nhà. Nhưng đi nhiều, tôi cùng mọi người có lúc mệt. Có buổi sáng, tôi phải nhờ bác sĩ tiêm vitamin C để tăng sức đề kháng. 2 ngày liên tiếp dầm mưa dãi nắng, cả đoàn ai cũng bệnh. Tôi chưa bị bệnh nhưng tối về không ngủ được vì đau đầu. Đi làm mệt như vậy nhưng xung quanh chị vẫn có lời ra tiếng vào. Chị có phản hồi gì hay không? Tất nhiên tôi sẽ phải minh bạch rồi. Quyên góp tiền của mọi người, mình phải minh bạch các khoản chi phí, công khai sử dụng số tiền đó như thế nào. Hiện tại mọi người gửi tiền nhiều, danh sách người gửi dài chắc 80 trang, có người gửi 20-50 ngàn đồng. Tôi vừa rút tiền nhưng lúc sau đã không tìm được tin nhắn báo số dư vì quá nhiều tin nhắn báo tiền gửi đến. Vì vậy lúc này nếu mọi người yêu cầu sao kê từng khoản nhỏ, lặt vặt chắc khó. Tôi chọn cách livestream để mọi người xem, nắm bắt tình hình. Trước đây khi giúp công nhân tôi cũng không thể liệt kê chi tiết từng món được. Tôi chỉ biết rằng mình cầm bao nhiêu tiền và phát hết rồi đi về. Và khán giả các mạnh thường quân cũng đồng tình với cách làm đó. Vì vậy, tôi mới an tâm đi làm. Có nghệ sĩ cũng kêu gọi được số tiền lớn nhưng bị nghi ngờ thiếu minh bạch trong sử dụng tiền. Chị có lo lắng điều đó? Chuyện của người khác tôi không biết như thế nào. Còn tôi, việc của mình thì cứ làm thôi. Nếu đã làm đúng, người ta có nói sai tôi cũng đâu có gì hổ thẹn với lương tâm. Người làm trời nhìn và khi mình làm đúng, khán giả cũng tự nhận ra điều đó. Sau khi chị kêu gọi mọi người cùng chung tay đóng góp ủng hộ miền Trung, nhiều nghệ sĩ cũng lên tiếng nhưng bị so sánh với chị. Chị có nhắn nhủ gì với họ? Tôi đi làm từ thiện với mẹ từ khi 5-6 tuổi nên có nhiều kinh nghiệm. Tôi chỉ sợ mình không đủ sức để mà làm thôi. Ngày đọc tin về miền Trung, tôi nằm đến 3 giờ sáng chưa ngủ. Tôi tự hỏi, nếu như mình không đi, thì không biết khi nào mới có thể ra giúp được bà con. Càng đi nhiều mình càng mệt bởi sức người có hạn, nhưng không đi bản thân không chịu được khi chứng kiến cảnh người dân khó khăn. Trong lúc họ thiếu thốn, không xoay sở được, mới cần mình giúp đỡ. Làm từ thiện như tôi, cũng chịu thị phi. Tôi cũng lo lắng uy tín, danh tiếng của mình gây dựng bao nhiêu năm có thể ảnh hưởng. Nếu mọi người không thông cảm khi mình bị sai sót, uy tín bị ảnh hưởng thì sau này tôi muốn giúp nhiều hơn nữa cũng không thể làm được. Kế hoạch tiếp theo của chị sau những ngày phát nhu yếu phẩm là gì? Trước mắt chúng tôi trao nhu yếu phẩm, sau đó sẽ tặng tiền cho mọi người, giúp họ khắc phục hậu quả. Ở đây có nhiều hoàn cảnh khó khăn nên sau đó chắc chắn chúng tôi sẽ phải tìm hiểu và khảo sát kỹ lưỡng hơn. Tham gia nhiều chuyến từ thiện đã mang lại cho Thủy Tiên những trải nghiệm gì? Những ngày vừa qua khi nhận được đóng góp của mọi người, tôi thấy cuộc sống này rất là đẹp. Trong cuộc sống bận rộn vẫn có nhiều tấm lòng quan tâm và giúp đỡ người khác. Khi trao quà cho mọi người, nhìn niềm vui của họ ánh lên qua nụ cười, tôi cũng cảm thấy hạnh phúc. Suy nghĩ của Thủy Tiên thay đổi ra sao khi chăm chỉ làm từ thiện? Tôi thay đổi nhiều, bớt nóng tính, trưởng thành hơn. Ngày xưa tôi hơi trẻ trâu, háo thắng.
Sau đó tôi nhận ra ở đâu cũng có người tốt, người xấu, vấn đề gì thì cũng có hai mặt thôi. Tôi cũng học được nhiều bài học về tình yêu thương. Tôi quan niệm con người khi chết đi không mang tiền theo được. Mình dành dụm cả đời hy sinh sức khỏe để kiếm tiền, nhưng đời sống vô thường. Khi mất đi, ngoài việc đã yêu thương bao nhiêu trong đời, tiền bạc vật chất đều không mang đi được. Chồng con yêu thương mình như thế nào họ cũng vẫn ở đó, chỉ có phước báu mới đi theo mình. Một phần tôi học từ mẹ tình yêu thương chia sẻ, nhưng để hiểu rõ chân lý ấy trong cuộc sống, tôi phải học nhiều sách, kinh Phật. Càng phải hiểu chân lý đó, mình càng bớt sân si, biết kiên nhẫn và dằn xuống khi nóng nảy. Do đó khi dạy con, tôi chỉ dạy bánh gạo bài học yêu thương. Tôi không mong gạo học giỏi, giàu có, chỉ cần con là người hướng thiện. Tính đến ngày 17 tháng 10, chị đã nhận được hơn 40 tỷ đồng. Công Vinh nói gì khi vợ kêu gọi được một số tiền ủng hộ lớn như vậy? Tôi và anh ấy đều cảm thấy rất vui. Điều đó đồng nghĩa với việc có nhiều người được giúp đỡ. Tôi có thể làm được những điều mình muốn bởi cuộc sống gia đình khá ổn định, có thể sắp xếp được công việc. Vợ chồng tôi còn có sức lao động, vừa làm chuyên môn và kinh doanh. Việc chị đi Huế không thông báo trước có khiến anh ấy giận hay không? Chồng tôi thương tôi lắm, tôi muốn làm gì cũng được. Anh Vinh vẫn gọi tôi là bà nội trong nhà. Như thế tôi không phải mọi việc đều có thể quyết định được. Những gì liên quan đến chính sự phải nghe anh ấy. Anh Vinh kể bé gạo hỏi mẹ đi đâu. Anh bảo mẹ đi miền Trung cứu trợ lũ lụt và đưa ảnh ngồi thuyền cho con xem. Bé gạo thét lên là con không muốn mẹ bị sao đâu, mẹ về đi. Chồng con đều lo lắng nhắn tôi về dịp này và trở lại vào thời điểm khác. Nhưng tôi chưa nói có thể về được. Phải làm xong việc giúp đỡ bà con đã. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.